cool, these brothers my guys. Know that we fly, know that they ride or die. Why they wanna move like that? Where you want go? Why you want act like that? Why you play hard? No rush, go on, move dumb. Back and forth, push and shove. Big yo, peace and love, the peace and gloves. Now you got a deal right now. Mời quý anh chị em và các bạn thưởng thức những âm thanh quen thuộc được phát ra từ những con người yêu lao động trong những ngày nghỉ lễ. Vâng, nghề xây dựng không cần nhiều kiến thức nhưng lại cần rất nhiều mồ hôi. Chúng ta cùng xem và thông cảm cho họ nhé. Anh em yêu xây dựng toàn quốc ha. Đây, hôm nay tình cờ được gặp một đội thợ đang thi công gấp rút để chuẩn bị bàn giao công trình. Vôi vữa xi măng và các vật liệu xây dựng được đảo sẵn. Anh em vào trong. Đường dọc đường kiếm sống tôi được gặp một đội thợ đang thi công lát nền và sửa chữa công trình, sắp sửa bàn giao. Một bác thợ đang say sưa chít mảnh. Tiếng động cơ và tiếng máy cắt xen lẫn với tiếng cười nói. Ông thợ đang có một giây phút nghỉ ngơi hiếm hoi. Bục giảng và những cái nơi như thế này luôn luôn gắn bó với kỷ niệm của rất nhiều các thầy cô và các bạn học sinh. Công nghệ giáo dục hiện nay đã phát triển nhưng mà các thầy cô không thể rời xa được bục giảng. Cho dù Covid hay dịch bệnh hay dịch giảng dạy bằng online nhưng mà những cái bục giảng truyền thống như này luôn luôn được duy trì. Các bác thợ sẽ cán vữa sao cho bằng nhất có thể. Trong dân gian truyền tụng câu mắt thợ vợ quan, chúng ta không thể cãi lại với các bác thợ.